Từ hôm nay ngày 5 tháng 8, thành phố thí điểm phương án cách ly F1 tại nhà, bước đầu áp dụng tại quận Ngũ Hành Sơn và huyện Hòa Vang. Sau đó tùy vào hiệu quả thí điểm, căn cứ thực tế và diễn biến dịch bệnh, thành phố sẽ điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện phương án, xem xét áp dụng trên các địa phương khác hoặc trên toàn thành phố. Trước mắt, thành phố áp dụng thí điểm đối với F1 đã cách ly tập trung đủ 7 ngày, có kết quả xét nghiệm PCR ngày thứ nhất, ngày thứ tư và thứ bảy âm tính với SARS-CoV-2. Đồng thời F1 phải đảm bảo đủ điều kiện về cơ sở vật chất, có cam kết thực hiện của bản thân, người ở cùng nhà, đủ khả năng nhận thức, điều khiển hành vi, tuân thủ tuyệt đối quy định 5K của Bộ Y tế và tuyệt đối không tiếp xúc với người khác trong quá trình cách ly. Bên cạnh đó, bản thân F1 hoặc người chăm sóc phải có điện thoại, thiết bị di động truy cập được Internet, đảm bảo có người cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm trong trường hợp tất cả mọi người trong nhà đều là F1 cách ly tại nhà. Đặc biệt không có người già hoặc người có bệnh nền cần chăm sóc y tế trong nhà F1 thực hiện cách ly tại nhà.